quý vị, trên tay tôi là một loại thuốc lá thế hệ mới đang thu hút sự quan tâm và sử dụng của giới trẻ như một trào lưu. Có một số quảng cáo cho rằng đây là biện pháp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá điếu và loại bỏ các chất độc hại. Tuy nhiên, điều này có đúng hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sự thật này. Hiện nay trên thị trường đã đang xuất hiện các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, trong đó phổ biến nhất là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Thuốc lá điện tử là các thiết bị điện tử sử dụng pin để làm nóng dung dịch có chứa nicotine và các chất hóa học khác, đựng trong bình chứa dùng một lần hoặc có thể tái nạp, tạo ra khói cho người sử dụng hít vào. Đa số các mẫu thuốc lá điện tử hiện nay sử dụng ống chứa dung dịch gồm nicotine, chất tạo hương vị cùng nhiều chất hóa học khác, thậm chí một số loại còn sử dụng nicotine cô đặc. Trong đó, nicotine là chất gây nghiện, ảnh hưởng tới phát triển não bộ của trẻ em, thanh thiếu niên và làm tăng nguy cơ sử dụng thuốc lá điếu truyền thống. Ngoài ra, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng gây bệnh cấp và mãn tính nguy hiểm như hô hấp, ung thư, tim mạch, thậm chí có trường hợp tử vong do tổn thương hô hấp cấp. Biết được cái này là qua mạng internet, có rất là nhiều trang bán ở trên mạng, cũng quảng cáo rất là nhiều. Anh hút thì bây giờ được 3 năm rồi, anh hút để bỏ thuốc lá, hút thấy nó thơm, mát, thông thường. Anh hút thì thấy nó hơi thiếu, đang quen mồm vậy. Thì mọi người cứ bảo là dùng thuốc lá điện tử cho nó đỡ hôi và nó cai được thuốc lá, mình cứ nghe đấy, mình cứ mua, mình hút thôi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 2019, tất cả các loại thuốc lá đều độc hại, bao gồm cả thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, và không có bằng chứng nào chứng minh rằng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ít gây hại hơn các sản phẩm thuốc lá thông thường. Tại hội thảo cung cấp thông tin về các sản phẩm thuốc lá mới, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức vào ngày 9 tháng 6 vừa qua, các chuyên gia nhận định rằng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng duy trì nghiện nicotine, không phải là công cụ cai nghiện thuốc lá. Theo Thạc sĩ Lê Thị Thu, Tổ chức HealthBiz Canada tại Việt Nam, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là các sản phẩm thuốc lá mới được lưu hành phổ biến trên thị trường cùng với cách thức quảng cáo nhắm vào giới trẻ. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong học sinh ở Việt Nam đã gia tăng trong những năm gần đây. Vì vậy, cần sớm ban hành chính sách cấm lưu hành thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát thị trường nhập lậu để ngăn chặn sự gia tăng sử dụng trong thanh thiếu niên. Theo Thạc sĩ Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là sản phẩm chưa được phép nhập khẩu và lưu hành ở Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành. Bộ Y tế đề xuất chưa cho phép nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh đối với thuốc lá làm nóng, thuốc lá điện tử. Trước những tác hại khôn lường đó, để bảo vệ sức khỏe của mình và những người xung quanh, cá nhân mỗi người cần có ý thức, trách nhiệm, tự giác không hút thuốc lá điện tử nói riêng cũng như các loại thuốc lá nói chung. Cho đến nay, chưa có đầy đủ bằng chứng về mức độ gây hại của sản phẩm này, nên cần cẩn trọng và cân nhắc kỹ trước khi đưa ra các chính sách quản lý, tránh việc cho phép kinh doanh, sử dụng khi chưa được đánh giá tác động đầy đủ, đến khi siết chặt sẽ rất khó khăn.